Rồi cho thay đổi đi. Rồi. Làm đúng 600 giờ rồi, ok. Đây nhất là gì? Đây phải thay gì? Em bảng đếm từ 000 đến 9999. Rồi. Đây thứ này là gì? Đấy là đơn rồi. Để nguyên nhá, các sản phẩm trên mặt bàn để nguyên. LCD rồi. LCD đã. Cái này là cái thứ hai là gì? Cái mình làm ADC, thay đổi giá trị ADC.
cuối sau module thứ nhất. Vào module thứ hai chuẩn bị xong chưa? Ở đây có ai chuẩn bị xong module hai rồi? Module hai này gọi này. Rồi, thay đổi thế nào? Thay đổi. Thay đổi. Thay đổi đi. Chờ nó chạy hết rồi. Sẵn có 2, 3, 4. Đấy, không... cứ phải chờ nó thay đổi hết. Thế thì mà bàn phím có tác dụng gì đâu? Không dùng ngắt ngoài. Ma trận phím 3x3 nhưng khi mà có thay đổi phím thì nó phải thay đổi đường led chứ. Phải chờ tần số quét chậm. Cứ bấm bây giờ, cứ bấm ra đấy nha. Nếu như thế thì có thể không dùng đến bàn phím. Thì sao? Luôn vẽ rồi. Bắt đầu em lại trình đến từng đoạn là nét rồi. Dần như thế này. Từ ngoài vào, từ ngoài vào. Nếu có các chế độ này, thì tự nhiên bọn em có mặt thì bọn em là ở đây bọn em sử dụng 5 chế. 5 chế. 6 chế. Em có cảm giác là nếu như mà thầy lập trình cho nét đơn thấy chỉ lập trình như thế thôi. Nó có hết cái này nó đến cái kia luôn. Thì bây giờ ấn phím có đang thay đổi gì đâu. Nếu bây giờ trạng thái thì em không chụp được lại, chắc chắn là cái phím sẽ tác động. Nếu như nó đang hiển thị dở thì máy em ấn phím tác động thì đấy là sự có sự tác động của phím này. Em tắt hết tất cả chỗ nào mà hai em ấn cái này thì khi thầy nhìn là em chẳng sáng như vậy, và em tắt chế độ của nó đi. Em cho rồi, dòng thứ hai, chức năng thứ hai có còn thiếu? Vâng, cộng thay đi. Đổi giá trị ạ, ADC đi. Bắn đi. Rồi, ok. Thứ hai chưa? Bây giờ tất cả các sản phẩm đều phải có cái báo giá để bên dưới nhé. Và cái báo giá của các bạn bây giờ thầy sẽ đi lấy ký, và thầy sẽ làm bao nhiêu chức năng thầy sẽ ký bằng đấy trước. Để sau thầy thu cái đấy đâu thầy sẽ nhập điểm vào cái đó. Đúng không nhỉ?